Mục tiêu được đặt ra của đội tuyển Olympic Việt Nam khi đá ASEAN 2023 tại Trung Quốc. Thưa quý vị, hiện tại đội tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị những bước cuối cùng trước ngày ra quân tại ASEAN 2023. Đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng B cùng những đối thủ rất mạnh là Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Tại Á vận hội lần này, VFF chủ trương sử dụng lực lượng cầu thủ trẻ thuộc độ tuổi U20 cùng với việc chơi vào bản đấu khó nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt chỉ tiêu thành tích cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên đội tuyển cũng tự đặt cho mình mục tiêu phấn đấu riêng, điều này cũng đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Ông nói, mục tiêu, định hướng của VFF là các giải đấu như U23 Đông Nam Á, ASEAN là nơi để phát triển và hoàn thiện cầu thủ. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu làm thế nào chơi tốt nhất. Với đối thủ mạnh, các cầu thủ cần phải nỗ lực và quyết tâm hơn mới thực hiện được yêu cầu ban huấn luyện đề ra. Thành tích là điều ai cũng muốn, nhưng nhiệm vụ cốt lõi ở giải này là khả năng thực hiện đấu pháp, sự tiến bộ để xem bóng đá Việt Nam đang nằm ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á. Tại đấu trường ASEAN, thành tích tốt nhất của Olympic Việt Nam là hạng 4 ở ASEAN 2018 tại Indonesia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.